Tù chân giả tại dị thế tập 51 Lúc này Nhạc Thành đi về phía trước Cũng có mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung hắc ám thần điện Hàn quang trong mắt của Nhạc Thành chợt hiện ra ma ưng, chúng ta đi nhanh thôi Nhạc Thành nói với đám người tứ sĩ ma ưng Nhất định không thể để cho người của hắc ám thần điện Tới linh bộ trước được Xoẹt một tiếng Bốn cánh của tứ sĩ ma ưng chắp lại Thân ảnh khổng lồ, phóng nhanh lên Vượt không gian mà đuổi theo người của hắc ám thần điện hắc ám lôi thử, hôm nay ta lại chạm phải các ngươi rồi thanh âm của nhạc thành vang lên trên không trung này tiểu tử người đứng lại cho ta như trường đạo đã sớm nghe thấy tiếng nói của nhạc thành và hỏa lão thì tức giận không thể kìm được <laughs> ta đang muốn tìm các người tính sổ đây nhạc thành cất tiếng nói sau đó chăm chú nhìn đám người hắc ám thần điện <laughs> trước tiên không đếm xỉa tới tên tiểu tử này cho người ngạo mạn một thời gian nữa như trường đạo oán hận mà nói hỏa lão Người còn lại bên cạnh hắn có thực lực gì? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi hỏa lão. Người kia rất là mạnh, thực lực bắt tình đấu tôn. Ta có thể ngăn lại hắn, nhưng ngoài ra còn có một thất tình đấu tôn. Người có thể chống lại được không? Hỏa lão cất tiếng trả lời. Chuyện này đúng là phiền toái to rồi. Nhạc Thanh thầm nói trong lòng. Tuy nhiên linh bộ có quan hệ với yêu huyền. Nhạc Thanh cũng chỉ có thể theo sát. Bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho yêu huyền. Một lát sau, một thâm cốc bình địa xuất hiện trước mắt mọi người. Hòa lão là ở nơi này đấy. Nhạc Thành nhìn thâm cốc bình địa phía trước mà cất tiếng nói. Đúng thế, hẳn là nơi này đó. Hoàn lão cất tiếng nói, nhìn thấy mấy kiến trúc kia, hoàn lão cũng âm thầm kỳ quái không thôi. Mà ưng, chúng ta xuống dưới thôi. Nhạc thanh chỉ vào mảng kiến trúc mà nói. Lúc này, mười con quái vật của hắc ám thần thiện cũng bay tới. Trong mắt hiện ra một vẻ cuồng nhiệt. Chủ nhân, phía trước không cách nào tiến vào nữa. Tư sĩ mà ưng nhìn thấy mảng kiến trúc lớn phía trước mà bay tới, Ký tức ở đây rất mạnh. Nhạc Thanh cũng cảm nhận được ký tức ở đó vô cùng cường hãn. Tất cả lui ra phía sau đi. Nhạc Thanh vội vàng nói với mọi người. Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hàm đã trở nên tái nhợt. Ký tức này đúng là khiến cho nàng ta khó chịu vô cùng. Muội không sao đấy chứ? Nhạc Thanh lui về phía sau mà hỏi Chu Hàm. Sau đó hắn đưa cho nàng một viên đan dược mà nói, mau ăn vào đi. Ngay lập tức Nhạc Thành đưa cho mỗi người một viên đan dược, ngoài trừ trầm linh chúng nữ đều cảm thấy không hề dễ chịu xoẹt một tiếng người của hắc ám thần điện cũng lùi ra sau hỏa lão bây giờ chúng ta phải làm sao đây nhạc thành cất tiếng hỏi hỏa lão yên tâm đi đường người của hắc ám thần điện đi là xong rồi bọn họ cho rằng linh bộ của bác sĩ linh mãng có thể tùy tiện đi vào nhưng thực tế không phải vậy hỏa lão cất tiếng nói nhạc thành thầm nghĩ bác sĩ linh mãng tộc mặc dù là không còn nhưng linh bộ bọn họ bố trí cũng không dễ đi vào đâu Nghe thấy lời nói của hỏa lão, Nhạc Thành yên lặng đi vào trong. Thần thức của hắn liền triển khai, nhìn vào bên trong, khí thức này là của yêu huyên. Yêu huyên đang ở bên trong đấy. Một lát sau Nhạc Thành thu hồi thần thức, trên khuôn mặt mở rộng ra thần thức. Thế nhưng, nhìn vào bên trong xem yêu huyên có bị sao không. Chỉ cần yêu huyên không có việc gì là Nhạc Thành hoàn toàn có thể yên lòng. Khí thức này là của yêu huyên, yêu huyên đang ở bên trong, chỉ là ta không cách nào đi vào thôi. Một lát sau, Nhạc Thành đã thu hồi thần thức, khuôn mặt mở rộng ra. Bây giờ, mười ma thú của hắc ám thần điện và hai trưởng lão đã đi vào trong. Nhạc Thành chăm chú nhìn mà lo lắng, mừng rỡ nhìn náo nhiệt trước mắt. Dù sao hiện tại mình cũng không có hứng thú với linh bộ. Vật của yêu huyền, Nhạc Thành không có ý định cướp lấy. Ở giữa không trung có một đám ma thú cấp tốc bay tới. Nhìn thấy đám người này, Nhạc Thành cũng không thèm để ý tới. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, mau lùi lại. Một lát sau, những ma thú ảo ảo lao về phía sau, đặc biệt ở đó có những ma thú thất giai tu vi bọn họ giống như là chu hàm vậy không hề dễ chịu chút nào sắc mặt trở nên trắng bệch tại sao các người cũng ở nơi này tại sao các người không đi vào bên trong có viễn cổ ma thú linh bộ bác sĩ linh mãng phải không tộc trưởng của cựu viên tộc nhìn thấy đám người của tộc mình lùi xuống thì cất tiếng hỏi tộc trưởng nếu như ông muốn người trong tộc tiếp tục bị thương vong thì cứ tiến vào đi nhạc thanh cất tiếng nói với tộc trưởng của cựu viên tộc nhưng mà trong đó có không ít bảo vật đấy. Ta không thể để cho các ma thú khác vào trước ta được. Tổng trưởng của cựu viên tộc cất tiếng nói. Tộc trưởng, ta không ngăn cản ông đâu. Nếu ông không tin thì chúng ta cùng đi nào. Nhạc thanh hảo ý nói với người của cựu viên tộc. Hắn phát hiện ra ma thú của cựu viên tộc không phải là tệ. Kỳ thật nhạc thanh cũng không phải tốt đẹp gì cho cam. Hắn chỉ muốn có thêm đồng minh đối phó với người của hắc ám thần điện thôi. Cái này cũng được, ta xem người trước một chút nhé. Xoét một tiếng, Nhạc Thành chăm chú nhìn đoàn ma thú phía trước, hắn phát hiện chỉ có 100 người thôi, trong đó còn có cả ma thú cấp 8, nhưng đa phần chỉ là ma thú cấp 8 sơ kỳ thôi. Phía dưới cũng có ma thú cấp 7 nữa. Nhạc Thành âm thầm thăm dò người của Hắc Ám Thần Điện, Nhị trưởng lão và đại trưởng lão có vẻ cũng đã tiến sâu vào trong. Xem ra hôm nay đúng là náo nhiệt đấy, có nhiều ma thú như vậy, còn có người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành nở trong một nụ cười. Đại trưởng lão ở đây thật là quái dị, chúng ta không cách nào tiến vào nữa. Như trường lão của hắc ám thần điện có tiếng nói, chúng ta đùi xuống trước đi, chuyện này đối với chúng ta tiêu hao thật không nhỏ đâu. Đại trường lão có tiếng nói, sau đó hắn lập tức lui về xuống dưới đi, rồi ở nơi này có ký tức vô cùng khiến cho bọn hắn phải một bậc chống cự. Ở giữa không trung sau thân ảnh hạ xuống, ký tức tràn ngập ra, sau người đã đến gần nhạc thành, sau người này có cả nam lẫn nữ. Đại ca, hẳn là chỗ này đấy. Thanh nghi nữ tử ở bên trong cất tiếng nói. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, ngũ quản tình mỹ, lan da trắng trẻo. Đình muội chính là ở chỗ này, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nhạc thanh đã sớm chú ý tới sáu người kia. Sau đó hắn hơi biến đổi sắc mặt. Trong sáu người này thì có hai người, một nam, một nữ, chính là tam tình đấu tôn. Bốn người trung điền hán tử, khí thức tràn ngập. Xem ra, ba người là ngũ tình đấu tôn và một người là lục tình đấu tôn. Tiểu tử, người nhìn cái gì? chú ý có mắt của người đã, ta móc ra bây giờ. Nhạc Thành sau khi đánh giá đám người kia, cô gái ao sành thấy vậy thì lộ ra một vẻ chán ghét, hùng hằng nhìn Nhạc Thành. Ta muốn bổ sống ngươi, chủ nhân nhà ta hát để cho người gọi hả? Tư sĩ mà ưng ừ, thấy cô gái này lớn tiếng với chủ nhân của mình thì lập tức thét lớn lên. Mà ưng ừ, về đi, không cần phải để ý. Nhạc Thành cất tiếng la lớn. Đối với cô gái này, Nhạc Thành không thích, nhưng có người của hãng ám thần điện ở đây không nên kết thêm thủ oán. Tư sĩ Ma Ưng lạnh lùng nhìn Thanh Y nữ tử, sau đó lùi xuống dưới trong miệng nói tiếp: "Ngươi còn tưởng rằng ngươi xinh đẹp à? Ngươi nhìn xem trong đám nữ chủ nhân của ta có ai không xinh đẹp hơn ngươi không? Ngươi nằm mơ à?" Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tư sĩ Ma Ưng, nữ tử Thanh Y không kìm được nhìn trung nữ sau lưng của Nhạc Thành. Bất cứ người nào cũng khiến cho nàng ta ghen tị về dung mạo. Đừng muội quên họ đi. Ta thấy bọn họ không phải là người bình thường, chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Hoàng y nam tử đánh giá nhạc thành rồi nói, Hừ, chẳng lẽ nhạc gia ta lại còn sợ bọn họ. Thành y nữ tử cất tiếng nói, trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ tức giận. Tiểu thư, nhưng người kia, con lão giả và hắc y thanh niên này thực thực rất, rất mạnh, chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Lục tinh đấu tuôn phía sau cất tiếng nói, Các người đúng là thứ vô dụng. <laughs> thanh y nữ tử hừ lạnh, sau đó tức giận nhìn nhạc thành. Thanh y nữ tử chính là một trong tứ đại tổng nhân mà nhạc thành đau khổ tìm kiếm, nàng chính là nhạc đình thanh niên kia là huynh trưởng của nàng chính là nhạc siêu hai người đã rời khỏi kết giới của nhạc gia nửa năm mấy ngày trước theo ngọc giản mà biết được tin tức của linh mộ chỉ là hiện tại nhạc thành còn chưa biết người kia là người của nhạc gia nếu không trong lòng không biết sẽ cảm thấy thế nào đây con người của hắc ám thần điện tiểu thư thiếu xa có người của bọn họ ở đây rồi đấy lục tình đấu tôn của nhạc gia chăm chú nhìn nhạc thành mà cất tiếng nói hắc ám thần điện đúng là người của hắc ám thần điện Nhạc Diêu cất tiếng nói, khuôn mặt biến đổi thần sắc vô lượng. Xoét một tiếng, ở giữa không trung chuyển tới năm tiếng động khổng lồ, sau đó lập tức năm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Trong năm người này, một người mặc trường bà màu đen, ba người là trung niên, hai người nữ nhân thì một người mặc trang phục màu tím. Cô gái mặc cẩm phục ngũ quan tình mỹ, đàn da trắng nõn, dáng vẻ đoan trang, bộ ngực giữa lộ ra khe núi thật sâu, thật là mê người. Đây là ai chứ? Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, năm người này thực lực nhạc thành cũng không thể cảm giác được không biết là ma pháp sư hay đấu sư chỉ là dựa vào khí thức thì hai nữ nhân này cũng có thực lực tam tình đấu tôn trung điền nam tử cũng có thực lực chống lại ngũ tình lục tình đấu tôn năm người này sau khi hạ xuống liền đánh giá những người xung quanh sau đó lập tức dừng ở bên cạnh đánh giá nhạc siêu cùng với nhạc đình mà lúc này đám người nhạc gia cũng ý thức được bọn họ hóa ra là bọn họ thực sự đã tới Hỏa lão ngay từ đầu đã nhìn tới sáu người kia, sau đó thấy năm người nữa cuối cùng cũng nhận ra. Hỏa lão, ông biết bọn họ là ai sao? Nhạc thành nhìn thấy hỏa lão thì thì thầm hỏi. Không sai không sai, ta đã biết bọn họ là ai. Hỏa lão cất tiếng nói với nhạc thành. Ngươi không phải muốn tìm tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đó sao? Sau người đầu tiên chính là người của nhạc gia, còn năm người vừa mới tới chính là người của viễn cổ minh xà tộc. Cái gì? Bọn họ là người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc à? Nhạc Thành kinh ngạc, hoặc là tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc mình đau khổ tìm kiếm cũng đã tới, còn có người của nhạc gia tới đây nữa chứ. Nhạc Thành một lần nữa hướng về phía người của nhạc gia mà chăm chú nhìn xem. Xoẹt một tiếng, trong lúc Nhạc Thành đánh giá người của nhạc gia thì lại có bốn trùng điền hán tử và một thành điền tiến tới. Hỏa lão, năm người này là của viễn cổ hổ tộc hay là toàn nghi tộc thế? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão, là người của hổ tộc. Hỏa lão cất tiếng đáp, ánh mắt trở nên chăm chú nhìn năm người kia. Năm người kia vừa rơi xuống thì liền chăm chú nhìn xung quanh, sắc mặt của bọn họ cũng có biến đổi rồi. Tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc, nơi này thật là náo nhiệt rồi. Đại trưởng lão của hắc ám thần điện đánh giá đám người vừa mới tới mà nói, chỉ nghe sưu sưu mấy tiếng. Cùng lúc đó thì lại có bốn đường thân ảnh từ trên không trùng đào xuống. Có bốn đường thân ảnh này mặc cẩm phục trường bào, thoạt nhìn có một dáng trùng điên không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Đây là người của toàn nghê tộc, thực lực có thể chống lại cụ tình đấu tôn. Hỏa lao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ở giữa cổng trùng lại sắp có đường thân ảnh tới. Nhạc Thành cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Chẳng lẽ chính là người của thần hoàng tộc sao? Nhạc Thành tự thì thầm, sau người này tràn ngập khí tức, khiến cho Nhạc Thành nghĩ tới đồng phương lạc ngan. Không biết sau người này có thực lực gì, hẳn là so với hổ tộc và toàn nghê tộc cũng không tranh lệch bao nhiêu. Nhạc Thành suy đoán ở trong lòng, tư đại thú tộc cũng tiếp nhận thần thú bọn họ sinh ra chân hình hình thú của bọn họ chẳng qua là một chút thiên phú lực lượng mà thôi nhạc thành cất tiếng nói nguyên lai là như vậy muộn tưởng bọn họ vẫn là ma thú cơ chứ trầm linh bừng tỉnh đại ngộ bọn họ cũng giống như là ma thú chỉ là có nhiều khác biệt đấy nhạc thành cất tiếng nói sau đó từ trên không trung truyền tới mấy thanh âm xé gió thanh âm này vừa vang lên sau đó có bảy người xuất hiện người cầm đầu lớn tiếng nói các vị cũng đã tới, xem ra Hắc Sơn ta cũng tới chậm rồi. Hắc Sơn, đã đầu không gặp, ta còn tưởng là ai cơ? Lục tình đấu tôn của nhạc gia cất tiếng chào. Nhạc đại, là tên gia hòa nhà ngươi sao? Nhạc đại cất tiếng nói, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì xem ra quan hệ giữa họ không hề tệ. Nhạc thành chăm chú nhìn bảy người vừa hạ xuống thì thần sắc hơi hơi biến đổi. Hắn liếc mắt nhận ra trong đó có doanh thi và cửu u tàm thủ mãng đã biến thành hình người. Cô gái này lại gặp lại rồi. Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt sắc mà cất tiếng thầm thì. Mà lúc này Doanh Thi nhìn nhìn xung quanh, thấy Nhạc Thành thì cũng sáng gợi hai mắt, lập tức tới gần hắn. Chủ nhân, người đi đâu thế? U cơ nhìn thấy Doanh Thi đi về phía Nhạc Thành thì ngạc nhiên. Nhạc Thành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Doanh Thi đi tới gần Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười sau đó nói với Doanh Thi, không ngờ người nam giả trang nữ cũng không tệ. Người mà mọc hồi phục lại nam trang của mình đi. Tạ à, thân vốn là nữ nhân, là nhà người không nhận ra đó chứ. Doanh Thi tức giận nói với Nhạc Thành, không phải là ta không tìm tới ngươi mà thật sự không cách nào tìm ra. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn cũng không muốn trêu gạo cô gái này nữa. Trầm Linh, Hàn Nguyệt, chúng nữ sau lưng của Nhạc Thành thấy vậy thì biến đổi sắc mặt, bọn họ không biết Nhạc Thành có bao nhiêu nữ nhân nữa chứ. Doanh Thi chăm chú nhìn chúng nữ sau lưng của Nhạc Thành, sau đó hơi hơi biến đổi sắc mặt rồi khôi phục lại ngay. Thường thế của ngươi không việc gì đấy chứ, Nhạc Thành đánh giá Doanh Thi, lần trước nàng ta vì cứu mình mà bị trọng thương rất nặng, chỉ là bây giờ xem ra dường như cũng không việc gì rồi. Không sao không sao, đã sớm bình phục cả rồi, tiêu sao không đi theo ngươi sao? Doanh Thi cất tiếng hỏi, ánh mắt rào hoạt mà cười cười. Nàng ấy đã trở về quần sư môn, Nhạc Thành mỉm cười đáp, là người đấy, tại sao các người lại tới đây? Hắc Sơn nhìn thấy tiểu thư đi cùng với Nhạc Thành thì cũng nhanh chóng đi theo, nhận ra Nhạc Thành chính là người lần trước đi cùng với tiểu thư. Hóa ra là Hắc Sơn đại nhân. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hắc Sơn. Nơi này hơi loạn, chút nữa các người theo chúng ta, lần trước các ngươi đã cứu tiểu thư một mạng, coi như là ta trả ân tình cho các ngươi. Hắc Sơn chăm chú nhìn đoàn người Nhạc Thành rồi nói, vậy thì làm phiên Hắc Sơn đại nhân rồi. Nhạc Thành cũng biết đây là ý tốt của Hắc Sơn, cũng không nên cự tuyệt thẳng thừng. Về phần Nhạc Thành, bởi vì cô gái Thanh Y, cho nên Nhạc Thành đối với Nhạc gia không hề có ấn tượng tốt, như tên nam tử áo đen quen với người của tôn gia tất cả mọi người đều nghi hoặc đánh giá nhạc thành đặc biệt là nhạc gia nhạc đình sang mặt hơi biến đổi sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường ngay về phần viễn cổ hộ tộc và toàn nghề tộc còn có người của minh xà tộc thì đều được ánh mắt quét lên trên người của nhạc thành mà đoán thần phận của hắn mà lúc này sắc mặt của hắc ám thần điện đã trở nên vô cùng khó coi mặc dù mục tiêu của bọn chúng chính là linh bộ của bác sĩ đình mãng nhưng đối với nhạc thành bọn chúng vẫn rất xem trọng. Nhìn thấy Nhạc Thành đúng là không quen biết với đám người nhạc gia, bọn họ liền có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, thầy hắn có quan hệ với người của Tôn Gia và Hắc Sơn, mà Hắc Sơn lại chính là thất tình đấu tôn kia, đúng là không dễ đối phó. Hắc ám thần điện, địa mà lão nhân, hắc ám thần điện, các người cũng tới, né tránh đồng như vậy, cuối cùng cũng đã lộ diện. <laughs> hắc Sơn lão huynh, Tôn Gia các người, chẳng phải đã né tránh 200 năm rồi sao? hắc ám thần điện đại trưởng lão lạnh lùng cười nói địa mà lão nhân lần trước hắc ám thần điện các ngươi dám làm tổn thương tiểu thư nhà chúng ta tôn tại chúng ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu hắc sơn hùng hăng nói trong một câu hắc sơn <laughs> chị bằng vào ngươi sao ta không để vào mắt đâu nhá Ngay đúng lúc hắc sơn muốn đối phó với người có hắc ám thần điện thì một thanh âm xé gió vang lên nằm thân ảnh từ trên không trung lao xuống mặt đất trong năm người thì một người mặc áo dài màu xám người chính giữa mặc trường bào màu lam, tướng mạo đường đường chính chính. Hắc Sơn, ta còn tưởng ai lớn giọng như vậy, hóa ra là ngươi à? Mọi người nhìn qua, Hắc Sơn cùng người mới tới cũng có quan hệ không tệ. Vũ Văn Minh Quang, ngươi tự mình tới sao? Thế nào, vài chục năm không gặp, ngươi có khỏe không hả? Hắc Sơn nhìn hắn tử trung điện áo lam mà mỉm cười nói, tự hồ như tức giận với người của Hắc Ám Thần Điện cũng tiêu tan không ít. Vẫn khỏe vẫn khỏe, còn ngươi, ngươi mới lớn tiếng hô, là ai chọc giận người thế hán tử ao lam chính là người của phụ văn gia tộc phụ văn minh quang sau lưng cũng là bốn người thực lực tứ tình đấu tôn còn có ai không phải là đám con chó hắc ám thần điện hay sao hắc sơn hung hăng nhìn đám người hắc ám thần điện rồi phun ra một câu hắc sơn người nói sai rồi ai là đồ chó con đấy coi chừng lão phu giết người bây giờ đại trưởng lão của hắc ám thần điện chăm chú nhìn hắc sơn mà nói địa ma lão nhân người hoảng sợ điều gì cũng muốn ta tiếp người với chiêu không Vũ Văn Minh Quang chăm chú nhìn người của hắc ám thần điện rồi nói tiếp. Vũ Văn Bình Quang, người muốn đấu với ta sao? Bà tình đấu tôn, ta còn chưa sợ đâu. Đại trưởng đã của hắc ám thần điện cất tiếng nói. Vũ Văn Gia. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy người mới tới là người của Vũ Văn Gia tộc, thì sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân cũng hơi chuyển động. Hiểu Kỳ, thì không sao chứ. Tô Hần Nhi cùng với Hàn Nguyệt, từ mã yên nhiên, dĩ nhiên là biết chuyện của Yến Hiểu Kỳ với Vũ Văn Gia tộc. Hiểu Kỳ, Nàng là làm sao như vậy hả? Nhạc Thanh nhìn thấy thần sắc của Yến Hiểu Kỳ thì ngạc nhiên hỏi. Yến Hiểu Kỳ thở ra một ngụm trọc khí rồi nói. Mỗi không sao, chỉ là hơi thất thần mà thôi. Nhạc Thanh nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ không nói chuyện gì thì mới cất tiếng nói. Hiểu Kỳ à, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Bây giờ không tiện nói rõ, chờ một chút nữa, huynh cẩn thận đấy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng đáp. Vụ văn Quảng Bình dò xét toàn trường thì thần sắc hơi biến đổi. Lúc này tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đều đã đến, Cuối cùng Vũ văn minh quang đưa mắt nhìn đến đám người nhạc thành và hỏa lão kia. Sau đó nhìn thấy Yến hiểu kỳ thì ngạc nhiên, sang mặt hơi biến đổi rồi ánh mắt nhìn ra. Tại sao lại có thể giống nhau như vậy? Ánh mắt kia giống như đã tu luyện qua thiên nhiên ủ làm của Vũ văn gia tộc. Có lẽ ta đã nhầm rồi. Xem ra hôm nay người đã tới đồng đủ đồ cả. Trần gia từ trước tới nay cũng là chuyện này đều không tới. Không bằng chúng ta hiện tại thường lượng chuyện bác sĩ đình mãng đình mộ đi. Các người thấy thế nào? Nhạc gia nhạc đại tiến lên hai bước mà cất tiếng nói với tất cả mọi người. Không sai không sai, xem ra bác sĩ đình mãng đình bộ thu hút được nhiều người như vậy. Một đạo nhân của viễn cổ minh xà tộc lên tiếng nói. Mọi người cũng không cần thương lượng gì. Phía trước có một bình chướng vô hình, phòng trường hiện tại không ai có thể tiến vào được, trừ khi chúng ta liên thủ với nhau thôi. Đại trưởng lão của hắc ám thần điện cất tiếng nói. Thật không? Sắc mặt của mọi người hơi biến đổi ngay lập tức đám người của toàn nghề tộc phóng tới như điện, lập tức bị một lực lượng cường hãn vô hình đẩy ra. Đúng là lợi hại, bình chướng này đúng là không vượt qua được. Hán tử của toàn nghề tộc cất tiếng nói, sắc mặt của mọi người hơi hơi biến đổi, bọn họ đều biết người của hắc ám thần điện nói đúng. Xem ra điên thủ là được rồi. Viễn cổ minh xả độc muốn phá bình chướng vô hình, không biết là có ai gia nhập thêm không. Huyền minh tàm lão, viễn cổ hồ tộc dĩ nhiên là gia nhập vào chiến lược rồi. Toàn gây tộc ta cũng đồng ý liền thủ. Bật quan linh bộ của bác sĩ linh mãng chỉ có một thì sau khi lấy được làm thế nào phân chia đây? tam đại thú tộc đều đồng lòng xem ra linh bộ của bác sĩ linh mãng đều khiến bọn họ đỏ mắt. Nhạc thành chăm chú nhìn tam đại thú tộc. Nghe hỏa lão nói trước kia tam đại thú tộc này liền thủ diệt bác sĩ linh mãng tộc có quan hệ với yêu huyền cho nên đôi mắt của nhạc thành hiện ra một tia lạnh ý. Thần hoàng tộc chúng ta cũng đồng ý tham gia. Một đạo nhân của thần hoàng tộc cất tiếng nói. Nhạc thanh gió sách lão nhân này, trên người lão tràn ngập khí tức, xem ra là một thất tình đấu tôn. Mặt khác những người khác cũng là ngũ tình đấu tôn, về phần thanh niên trường bào hẳn là một tam tình đấu tôn. Hắc Sơn, Vũ Văn, Bình Quang, Nhạc Đại, các người thấy thế nào, có muốn liên thủ không? Lão nhân của mình xà tộc cất tiếng hỏi. Nhạc gia chúng ta với đình bộ của bác sĩ Linh Mãng không có quan hệ gì, cho nên dĩ nhiên không tham gia. Nhạc đại của nhạc gia cất tiếng đáp, linh bộ của bác sĩ Linh Mãng đối với thú tộc thì có tác dụng, chứ đối với nhân tộc thì vô ích. Tôn gia ta cũng không phụng bồi, các người phá là được rồi. Vô văn gia ta cũng không tham gia, nếu các người phá mở ra, ta sẽ ngăn cản. Vô văn bình quang mỉm cười nói, tam tộc các người dám gây khó khăn cho tứ đại thú tộc sao? Lão giả âm nhu của bình xã tộc hùng hăng nhìn người của tam tộc mà nói, thúi quá thúi quá, Cách gì mà làm khó dễ cho các người chứ? Bạn gia đình mãng vài nghìn năm trước đã bị tam đại thú tộc các người tiêu diệt, bây giờ các ngươi lại còn đả động đến truyền thừa của bọn họ. hắc Sơn hùng hằng nói lớn, bác sĩ đỉnh bảng đã bị diệt cũng là đúng thôi, linh bộ chúng ta muốn rồi, tam đại nhân tộc các ngươi muốn khai chiến với tứ đại thú tộc một lần nữa sao? Lão già của viễn cổ minh xà tộc âm u nói, được, 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 ta rất đồng ý việc tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc khai chiến, hắc ám thần điện chúng ta nhất định sẽ giúp tứ đại thú tộc. Hắc ám thần điện đại trưởng lão cười lạnh. <laughs> Địa mà lão nhân, người ở đây châm hoài thổi gió sao? Hắc Sơn lạnh lùng nói. <laughs> Hắc ám thần điện ta muốn bắt sĩ đình mãng đình mộ thì thế nào chứ? Đại ma lão nhân âm lạnh cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Hắc ám thần điện ta cũng muốn gia nhập thì thế nào? Đến lúc đó, đình bộ chúng ta sẽ đến kỹ cách phần chia. Nhưng hiện tại, có tam tộc ngăn cản thì không ai có thể chiếm được rồi. Được, viện cổ mình xà tộc ta đồng ý, hồ tộc ta cũng đồng ý, toàn nghề tộc ta cũng đồng ý, thần hoàng tộc ta cũng đồng ý, tứ đại thú tộc đều đồng ý vượt qua sự tưởng tượng của nhạc thành, tứ đại thú tộc các người điền thủ với hắc ám thần điện chẳng đã các người đã quên ước định của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc rồi sao? bộ phận minh quang hừ lạnh nói với người của tứ đại thú tộc, tứ đại thú tộc đã sớm làm trái với quy định nếu như không phải hai trăm năm trước đang lầm trận mà bọn họ đã rút lui thì hắc ám thần điện hiện tại đã không còn tồn tại rồi. nhạc đại nhìn người của tứ đại thú tộc trong mắt hiện ra một tiệt lạnh ý. Ước định cái gì chứ? Chúng ta không có phá hữu ước định, chỉ là hiện tại chúng ta hợp tác tạm thời với người hắc ám thần điện mà thôi. Lão già của viễn cổ Minh xà tộc cất tiếng nói. Có nghe hay không hả? Hắc ám thần điện chúng ta chỉ hợp tác tạm thời giết chết người của tứ đại nhân tộc mà thôi. <laughs> địa mà lão nhìn một lần nữa âm lạnh nói ra với mọi người. Nhạc đại, hắc sơn, vũ văn bình quang nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Bây giờ hắc ám thần điện và tứ đại thú tộc ở chung một chỗ, tam tộc không thể nào chống lại được. Nhạc Thành chăm chú nhìn những thế lực lớn này, tự hồ như tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc quan hệ không hề tốt với nhau. Bởi vì 200 năm trước, cuối cùng bọn họ xảy ra biến cố gì đó mà khiến cho hắc ám thần điện chạy thoát mất. Cự viện tộc và ma tượng thú tộc các người ở đây nếu như gia nhập tứ đại thú tộc, phá vỡ được vô hình bình chướng, đến lúc đó còn thừa lại thứ gì tốt sẽ cho các người nếu không nghe lời thì chúng ta sẽ giết chết không tha. Lão già của thần hoàng tộc cất tiếng nói, một khí thức cường hãn toát ra thì cho tất cả mọi người đều phải run rẩy cả. Huyết dịch ủy áp của thần hoàng tộc nhạc thanh đánh giá lão giả kia, thật tình đâu tồn có khác, tu vi thực lực rất cao, nhất là có huyết dịch ủy áp, tự hồ như uy áp so với đồng phương đạt nhan còn mạnh hơn. Nhạc thanh lẩm bẩm nói trong lòng, chúng ta gia nhập, chúng ta đồng ý gia nhập là được chứ gì? Có không ít mà thú không chịu đổi uy áp của huyết dịch liền chấp nhận gia nhập. Nhạc thành quay đầu lại nhìn người của cự viên tộc. Tộc trưởng của cự viên tộc từ nãy đến giờ vẫn ở cạnh nhạc thành. Bây giờ thấy nhạc thành nhìn mình thì cũng không biết nên làm gì. Tộc trưởng, nếu như ông tin ta thì hãy đứng lên đừng nhúc nhích. Tự đại thú tộc cũng không làm gì được ông đâu. Nhạc thành cắt tiếng nói với tộc trưởng của cự viên tộc. Được, vậy thì ta tin ngươi một lần. Tộc trưởng của cự viên tộc do dừng một chút rồi nói ông không phải là một đứa ngốc gia nhập tứ đại thú tộc có chỗ tốt gì rất khó nói tứ đại thú tộc thực lực mạnh hơn mình đến lúc đó tiến vào linh mộ ta tin rằng tứ đại thú tộc cũng chẳng cho mình chút lợi ích gì đâu ngược lại tộc trưởng của cựu viên tộc biết rõ ở bên cạnh nhạc thành có một lão giả thực lực rất cao đồng thời có biết được vị trí của linh mộ nhạc thành có quan hệ với bác sĩ linh mãng lại không hề ít cho nên ông ta lập tức quyết định ở bên cạnh nhạc thành cự viên tộc Ma tượng thú tộc các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão giả của thần hoàng tộc thấy những tiểu thế lực mà thú kia nguyện ý gia nhập tứ đại thú tộc, trong khi cự viên tộc và ma tượng thú tộc vẫn đứng yên thì cất tiếng mà hỏi vô cùng ẩm lệ. Ma tượng thú tộc ta à đồng ý gia nhập. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc vốn định chọn vị trí trung lập, nhưng sau khi thấy uy áp của thần hoàng tộc thì nguyện ý gia nhập vào phe của tứ đại thú tộc. Cự viên tộc các ngươi thì sao? Lão giả của thần hoàng tộc biến sắc mà hỏi cựu viên tộc chúng ta sẽ không gia nhập tộc trưởng của cựu viên tộc cất tiếng nói một cựu viên tộc nho nhỏ mà cũng dám chống đối tứ đại thú tộc chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cho các ngươi biết rõ ở trong giới ma thú tứ đại thú tộc mới là vương giả lão giả của thần hoàng tộc Thấy cựu viên tộc chống đối thì toát ra một hơi uy áp tứ đại thú tộc rất giỏi sao cựu viên tộc không muốn gia nhập thì các người muốn thế nào có giỏi thì tiến tới tiếp ta một chiêu nào chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ Văn Minh Quang trong lòng tự nhiên biết rõ, Con nhóm ma thú gia nhập, bây giờ thực lực của tứ đại thú tộc đã lớn hơn rất nhiều. Tam đại nhân tộc không chống lại được, bây giờ nếu như cự viên tộc cũng bị lôi kéo thì bên tứ đại nhân tộc hoàn toàn thua thiệt rồi. Thì sao? Chuyện của tứ đại thú tộc, Vũ Văn Giả các người cũng muốn xen vào sao? Trong chú nhìn Vũ Văn Minh Quang, lão giả của thần hoàng tộc hơi hiện lên một vẻ kiêng kỵ nhạc thành tứ đại thú tộc đối với nhạc gia và vũ văn gia hơi kiêng kỵ sau khi bọn họ đánh nhau thì chúng ta có trò hay để mà xem hỏa lão cất tiếng nói với nhạc thành bởi vì kim long thân thể của nhạc gia cùng với tiền nhạc ủ làm của vũ văn gia là tứ đại thú tộc sợ nhất còn có cửu truyền yêu đồng của bác sĩ linh mãng nữa hòa lão cất tiếng nói này Hỏa lão tiền nhạc ủ làm là cái gì nhạc thành đối với kim long thân thể và cửu truyền yêu đồng đều biết rõ con thiền nhạn ủ làm thì chưa từng nghe qua về sau ta sẽ nói cho người biết bây giờ không tiện đàm luận chuyện này hòa lão nhìn thoáng qua những người xung quanh rồi nói với nhạc thành vũ văn gia tộc chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của tứ đại thú tộc nhưng bà cự viên tộc không phải là người của tứ đại thú tộc ta cũng không thể là không bảo vệ bọn họ vượng kinh hôm nay chúng ta cũng không so đo với người của vũ văn gia nữa không bằng chúng ta nghĩ cách phá bình trước này đi lão giả âm du của viễn cổ minh xà tộc cất tiếng nói: u minh lão đại nói rất đúng, chúng ta tìm cách pháp vụ hình bình chướng này, nếu không thì không ai có thể tiến vào được. hắc ám thần điện mỉm cười nói: địa ma, ông là người khởi xướng ông có biện pháp nào không? lão giả của minh xà tộc được kêu là u minh đại lão cất tiếng hỏi: biện pháp thì ta có, nhưng cần phải mọi người đồng lòng liên thủ mới được. địa ma lão nhân quá ám thần điện cất tiếng nói: biện pháp là gì? nói cho ta nghe một chút nào một người trung niên của viễn cổ hổ tộc cất tiếng hạc ám thần điện chúng ta có một trận pháp tên là cửu là thiền võng chỉ cần mọi người hợp lực là có thể phá vỡ bình chướng này được được rồi được rồi chúng ta hợp lực lại vậy Phượng kinh biến sắc sau đó từ từ trên không trung rơi xuống quét mắt về phía người của cự viên tộc tuy nhiên cự viên tộc tộc trưởng cũng không sợ phượng kình nếu như so với thực lực thì tộc trưởng của cự viên tộc còn mạnh hơn nhiều 36 đấu tôn tư đại thú tộc chúng ta mỗi người đề đại hai người một hán tử trung niên của toàn nghề tộc cất tiếng nói ta đồng ý chúng ta cần phải phòng bị bị đánh lén với được ô minh đạo đại của viễn cổ ô minh xà tộc cất tiếng nói được lắm hạng ám thần điện chúng ta cũng đồng ý điện mà lão nhân cất tiếng nói nhạc thành vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì loại tình huống này có khi yên lặng không xuất hiện thì tốt hơn cuối cùng đám người hắc ám thần điện hợp thành một trận pháp nhạc thành cũng quan tâm cảnh tượng náo nhiệt phía trước Ma thú cấp 8, các người tiến lại đây. Phương Kinh đã với đám ma thú cấp 8 phía sau lưng. Đám ma thú cấp 8 đó liền tiến tới. Trong đó chỉ có ba con ma thú đã tiến tới ma thú cấp 8 trung kỳ. Ma tượng thú tộc các người cũng xuất ra đi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc hơi biến đổi thần sắc, sau đó hiện ra vẻ hối hận. Hiện tại thực lực của ma tượng thú tộc so với đám người này còn mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ phải nghe lời bọn chúng. Đúng là hơi ủy khuất đấy. Do dự một chút, bỗng trong mắt của Phượng Kinh hiện ra một tia hàn ý. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng chỉ có tù vi cấp 8 mà thôi. Tộc trưởng, người cũng lên đi, lúc đó pha vỡ bình chướng vô hình, không thể thiếu chỗ tốt cho ma tượng thú tộc được. Từ hồ gặp phải chút bất mãn trong ánh mắt của ma tượng thú tộc, Phượng Kinh hiện ra một tia hàn ý mà nói. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc không cần xuất lực, nhân số đã đủ rồi. Đại trưởng đạo của hắc ám thần điện hơi biến sắc, sau đó ngăn cản không cho ma tượng thú tộc tộc trưởng tiến vào. Địa mà lão nhân sau đó nhìn nhạc thành và người của tam đại nhân tộc. Tứ đại nhân tộc chính là mục tiêu trừ khử của hắc ám thần điện. Nhạc thành cùng với hỏa lão thực lực cũng rất mạnh. Sau còn mà thu cấp 8 không đói, còn có năm bộ kìm tiền khổi lỗi mạnh vô cùng. Nhìn thấy nhạc thành và đám người nhạc Gia không nhận nhau, địa mà lão nhân vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này không phải là người của nhạc gia? Nhưng tại sao hắn lại có thân thể kim long? Có lẽ là có duyên cớ gì trong đó? Địa mà lão nhân này đúng là âm trầm vô cùng, xem ra tứ đại thú tộc cũng bị hắn lợi dụng thôi. Hỏa lão cất tiếng nói, chẳng lẽ hắc ám thần điện còn có âm mưu gì trong này sao? Nhạc Thành nghi hoặc, nhỏ giọng Đối với Hỏa lão một câu, trong lòng hắn vô cùng không yên. Nhạc Thành nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Hỏa lão, hình như là không phải, chỉ là cửu la thiên võng trước kia ta đã nghe nói qua, mặc dù sử dụng uy lực rất lớn nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng lâu khí. Nghe thấy lời nói của Hỏa lão, Nhạc Thành cũng hơi có chủ ý một chút. Những tiểu tinh lực kia hợp nhau lại, cộng thêm với người của ma tượng thú tộc, còn có người của tứ đại thú tộc nữa. Mỗi tộc xuất ra hai đấu tôn, tổng cộng là 31 người có thực lực đấu tôn. Cuối cùng hắc ám thần điện chỉ xuất ra ba con quái vật mà thú mà thôi. Kiểu tính toán này, hắc ám thần điện cuối cùng bảo trì được nhiều lực lượng nhất. Mà lúc này, địa mặt lão nhân cũng đang cùng với hai đấu tôn cường giả, tứ đại thú tộc nói chuyện với nhau. Tự hồ như là giảng giải trận pháp, hai người này theo thứ tự là người của viễn cổ minh xà tộc thực lực ngũ tình đấu tôn người của hổ tộc và toan gây tộc cũng xuất ra mỗi một tộc hai hán tử trung niên chỉ là người của hắc ám thần điện thì không phải là như hỏa lão nói mà là đại trưởng lão tự mình dẫn theo bốn con quái vật mà thú đi đến trường điều này khiến cho sắc mặt của hỏa lão hơi biến chuyển ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ nhìn tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện muốn phá vỡ bình chướng sắc mặt của vũ văn bình quang Hắc Sơn và Nhạc Đại, ba người cũng hơi biến đổi. Tuy nhiên bọn họ cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ biết thực lực của mình hiện tại không chống lại được. Thực lực tam đại nhân tộc cũng không coi trọng Nhạc Thành bà thôi. Thực lực của hỏa lão thủ điểm làm cho bọn họ không nhận ra, cộng thêm với Nhạc Thành và mấy con ma thú ẩn giấu mình nữa. Chỉ có Trầm Linh là cao nhất, thực lực tam tình đấu tôn. Trung nữ thì chỉ có thực lực nhất tình đấu tôn, chứ cơ bản không thể làm được gì. Nhạc Thành hiện tại cũng có chủ ý riêng. Nếu như bình chương vô hình bị phá vỡ, thì mình cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản người của tứ đại thú tộc lấy linh bộ của bác sĩ linh mãng. Bất luận như thế nào cũng không thể để bọn họ quấy rầy yêu huyên. Quay miệng của nhạc thành nở ra một nụ cười. Tư đại thú tộc cùng người của hắc ám thần điện không biết rằng đã có một bác sĩ linh mãng đang tiếp tục truyền thừa của linh bộ. Nếu như lúc đó tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện biết rõ, thì không biết sẽ tức giận đến mức nào. Một lát sau, trên không trung hai mươi mấy người và ma thú đã chuẩn bị xong xuôi lập tức một luồng sáng bao bọc một màn lực lượng cường hãn kéo vào xoẹt một tiếng chỉ thấy đám người ma thú kia bắt đầu kết trận địa bàn lão nhân của hắc ám thần điện nở ra một nụ cười trong tay một mảng ánh sáng rất lớn tràn ngập ra từng sợi hắc mang tràn ngập khoảng chừng đến mấy nghìn thuốc không gian khí thức bắt đầu cũng thay đổi từng sợi hắc mang bắt đầu tràn ngập lên xoẹt một tiếng đám ma thú kia cũng lóe sáng đột nhiên một màn lưới đen vô hình cường hãn vô cùng quỷ dị xuất hiện. Màn hắc màng biến hóa trên khuôn mặt của địa ma lão nhân hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Lưới đen vô hình phát ra, vần không gian tạo ra từng thanh âm ti ti. Sắc mặt của mọi người lúc này cũng biến chuyển. Mọi người đừng ẩn giấu thực lực nữa. Nếu như ẩn giấu thực lực thì chúng ta không có cách nào phá vỡ bình chướng. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến chuyển, hơi tức giận đối với một số ma thú và người của tứ đại thú tộc. Nhạc Thành chăm chú nhìn lên không trung, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đám ma thú này cùng với người của tứ đại thú tộc đúng đã có ý tưởng đấy, tự hồ như ai cũng ẩn giấu thực lực của mình. Địa mà lão nhân vừa nói xong, tất cả mọi người điền dốc sức ứng phó, quanh thân bọn họ quang mang đại thịnh, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Âm một tiếng, khắp trăm dặm lúc này bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt, lực lượng công kích vô hình bắt đầu xuất hiện. Một lát sau, một đám lưới màu đen quỷ dị đã bắt đầu xuất hiện. Với lực lượng vô hình này, màu đen mang theo quang mang rất lớn trở nên âm u, hơn 20 con ma thú cũng trở nên tái nhợt, miễn cưỡng chống lại mà thôi. Dưới đường lực lượng cuồng bạo này, khuôn mặt của địa ma lão nhân cũng trở nên tái nhợt, nhưng sau đó dưới sự khống chế của hắn, một tấm lưới đen đã hiện ra. Âm âm mấy tiếng, lưới đen này một lần nữa được đẩy mạnh, công kích được càng ngày càng cường hãn. Mặc dù cảm nhận thấy lực lượng càng lúc càng cường hắn, nhưng đám ma thú kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại toàn bộ, Nhìn về ký tức cuồng bạo và lưỡi đen đang giao nhau trên không trung Thì trong lòng của nhạc thành liền chú ý tới cửu là thiền võng của hạc ám thần điện Chẳng lẽ thực sự phá mở ra được sao? Sắc mặt của nhạc thành hơi biến chuyển Hắn thật đúng là lo lắng Hạc ám thần điện và tứ đại thú tộc sẽ bài trừ được bình chướng vô hình kia Một lát sau, một số cường giả đấu tôn gương tụ cửu là thiên võng Đã đẩy được vào bên trong không ít Toàn lực đối phó, chúng ta sẽ thành công thôi sắc mặt của địa mà lão nhân hơi tái nhợt, tuy nhiên sau đó lại hiện ra một thần sắc khác thường. Âm âm mấy tiếng, mang lên màu đen, càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng công kích càng ngày càng lớn hơn. Một lần trùng kích tiểu hào một số hắc mang, mà lúc này một số bà thú cấp 8 đã chảy ra một số vết máu, tự hồ như đã bị thương vậy. Rốt cuộc, cũng có một con bà thú cấp 8 không chống đỡ nổi, mọc tươi phun ra mà ngã xuống dưới mặt đất. Đừng để ý tới nó, mọi người dốc toàn lực ra tay, sắc mặt của địa mà lão nhân biến sắc thần sắc phức tạp thêm một phần lão lập tức phân phó cho mọi người tiếp tục tấn công về phía bình chướng vô hình kia trong mắt của địa mà lão nhân cũng hiện ra một nụ cười lạnh âm một tiếng một con mà thú cũng ngã xuống đất cựu la thiền võng có vẻ không cần đối được nữa lực lượng khổng lồ của cựu la thiền võng tấn công vào chỉ thấy có ba con mà, còn mà thú cấp 8 sơ kỳ đã bị đánh bay ra vài trăm thước có vẻ như đã chết chắc chết tiệt con mà thú đó quá vô dụng sang mặt của địa mà lão nhân biến đổi. Bà con bà thu cấp 8 vừa chết, cựu là tiền võng điền nhận phải ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng vô tình, bình chướng cũng trở nên cuồng bạo. <laughs> đây là do tình thế ép buộc, ta cũng không có biện pháp nào khác. Địa mà lão nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, quanh thân điền cưng tụ hắc mang tràn ngập. Không xong rồi, đây là địa ma lão nhân muốn làm cho thực lực của mình tăng vọt. Sau mặt của hỏa lão biến chuyển, xem ra ông đã biết chuyện gì xảy ra. Hỏa lão, đây là chuyện gì nhạc thành cũng nhìn cửu đà thiền võng quỷ dị kia mà hỏi nhạc thành à địa bàn lão nhân muốn mọi người truyền lực lượng cho mình cắn nuốt nhiều đấu tồn như vậy đủ cho hắn cắn nuốt đột phá tới cửu tình đấu tồn đấy xoẹt một tiếng là một luồng ánh sáng quỷ dị vượt không gian địa bàn lão nhân dừng lại người muốn điều gì tâm người của tứ đại thú tộc hiện ra một thần sắc kinh khủng trên khuôn mặt bọn họ biết rằng đã có biến chuyển xảy ra lập tức dừng tay nhưng mà đã quá muộn rồi ta chỉ muốn vượn chút lực lượng của các vị để bài trừ bình chướng vô hình này thôi. Nếu không thì chúng ta không thể đi vào trong linh mộ được. Địa mà lão nhân một lần nữa cười lạnh, lập tức một mảng lưới màu đen vượt không gian thu về trong cơ thể của hắn. Xoẹt một tiếng, một ký thức cuồng bạo từ cơ thể của địa mà lão nhân tràn ra. Ký thức này sau khi tràn ra, liền khiến cho thực lực của lão lập tức tăng vọt lên. Cái này chính là thôn phệ lực lượng người khác để tăng lực lượng cho mình. Địa mà lão nhân thật quá độc ác, Vũ Văn bình Quang, Nhạc Đại, đám người này đều biến đổi sắc mặt, mà Nhạc Thành cùng với Hỏa lão cũng trầm sắc mặt xuống. Cái này thật là phiền toái rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của địa ma lão nhân sau khi tăng lên, Hỏa lão không thể chống cự được. Trong tam đại nhân tộc, tự hồ như thực lực của Vũ Văn Minh Quang là mạnh nhất, nhưng Hỏa lão cũng không kém nhiều lắm, cũng không thể chống lại được hắn. Hắc ám địa ngục, phá cho ta. Ở giữa không trung, khí tức của địa ma lão nhân lập tức tăng vọt, trên mặt lão hiện ra một nụ cười quỷ dị, hai tay áo rung lên, vô số sợi dây màu đen như bạch tuộc tấn công vào bình chướng vô hình. Đột nhiên, một sợi dây màu đen bao trùm lại, lực lượng cũng đã cuồng bạo đến cực điểm. Bốn khe không gian lập tức thôn phệ những sợi dây màu đen do địa mà lão nhân phát ra. Không thể ngăn cản ta. Ở giữa không trung, thận sắc của địa mà lão nhân lập tức biến đổi. Sau một tiếng quát lạnh, sợi dây màu đen kịch liệt phá ra. rầm dầm rầm. rầm liên tiếp là những tiếng phá hủy vang lên. Bỗng nhiên sau đó là một quang mang chói mắt. Thân sắc của nhạc thành một lần nữa biến đổi. Hắn không ngờ vô hình bình chướng lại bị phá. Thật là phiền phức to. Lão tam lão nhị, các người không sao chứ. Ô bình lão, nhanh chóng phóng đi tới chỗ hài lão giả kia. Nhìn thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân sắc uể oải thì lập tức thét lớn với địa mà lão nhân. Địa mà lão nhân, người làm gì họ rồi? Địa mà lão nhân, hạc ám thần điện các người dùng kiểu này lấy ma công của chúng ta, hộ tộc chúng ta vĩnh viễn không để yên cho ngươi. Một trung điền nam tử của hộ tộc nhìn thấy bộ sáng của hai hán tử trung điền phe mình thì lập tức thét đến với địa mà lão nhân. Toàn gây tộc cùng với thần phượng tộc cũng nhanh chóng đi lên đồi đài nhìn hai người của tộc mình. Sau khi nhìn xong thì bọn họ biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Không cần tứ đại thú tộc lại bị hắc ám thần điện đưa cho vào trong. Không có gì, không có gì. Các người chẳng lẽ vừa rồi không thấy. Bình chứng vô hình không cách nào bài trừ ta chỉ mượn chút thực lực trên người của các người thôi. Qua 10 năm, 20 năm đã khôi phục à? địa mà lão nhân cất tiếng nói ở trên không trung, trên người toát ra một khí tức thật cường hãn. địa mà lão nhân thấy khí tức của mình so với trước đã mạnh hơn không ít, tự hồ đã đạt tới bát tình đấu tôn đỉnh phong. Tuy rằng còn kém cửu tình đấu tôn, nhưng ở trong trường đã không ai có thể chống lại được. Thực lực của những người này không quá mạnh, chỉ giúp ta đạt tới bát tình đấu tôn đỉnh phong mà thôi, còn kém cửu tình đấu tôn một bước Điểm mà lão nhân cất tiếng nói, khi tức trên người hắn cố tình toát ra để uy hiếp tứ đại thú tộc. Bây giờ tứ đại thú tộc đã không thể chống lại hắn nữa. Buồn cười, thật buồn cười. Tứ đại thú tộc đúng là ngu ngốc, bị hắc ám thần điện tính kế rồi. hắc sơn đơn giọng cười nói, ba nhân tộc bây giờ cũng đi vào trong đại bình. Thế nhưng vô hình bình chướng đã bị phá hủy, ở đây không còn nguy hiểm gì nữa. hắc sơn, người đừng có đặc ý quá sớm. u mình lão đại của viễn cổ u minh xa tộc oán hận là lớn với Hắc Sơn, sau đó tức giận nhìn địa ma lão nhân. Tuy nhiên hiện tại, thực lực của địa ma lão nhân đã tăng vọt, ổ bình đạo đại vốn đã không mạnh bằng địa ma lão nhân, bây giờ thì càng kém xa hơn, bởi vậy cũng không dám tìm địa ma lão nhân mà gây phiền toái. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc thì hối hận không còn kịp nữa, những ma thú cấp 8 trong tộc đã bị địa ma lão nhân thôn phệ hết thực lực, trong vòng 10 năm, 20 năm thì không thể khôi phục được gì, Điều này ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của ma tượng thú tộc. Sau này bọn họ cũng vô phương tranh giành với cự viên tộc nữa. Tộc trưởng cự viên tộc nhìn thấy kết cục của ma tượng thú tộc thì cảm kích nhìn nhạc thành. Nếu như cự viên tộc cũng bắt trước bọn họ mà gia nhập đội hình của tứ đại thú tộc thì kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. May mà mình thông minh không gia nhập tứ đại thú tộc đấy. Hỏa lão, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Nhạc thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Nhạc thành cũng là cùng với chúng nữ đi vào trong trường chúng ta đi xem một lát rồi tính sau. Bây giờ địa ma lão nhân đã đã tới bát tình đấu tồn đỉnh phong, chúng ta không thể nào chống lại hắn. Hòa lão có tiếng nói với nhạc thành. <laughs> Được rồi, một hình bình chướng đã mở ra, bây giờ chúng ta tiến vào lấy linh bộ của bác sĩ linh mãng. Địa bàn lão nhân cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh như điện và tiến vào tòa kiến trúc bên trong. Địa bàn lão nhân khởi hành, nhìn trường đạo cùng với 10 con quái vật ma thú cũng theo sau so vào trong vừa rồi địa ma lão nhân cưng kết trận pháp bốn con bà thú cũng không bị thôn vệ chỉ tiêu hao một chút thực lực mà thôi chúng ta đi thôi nhóm người của tứ đại thú tộc nhìn theo người quá ám thần điện rồi đi theo sau đó lại đưa mắt nhìn đám người của tam đại nhân tộc hỏa lão chúng ta cũng đi thôi nhạc thành hơi biến sắc mặt nếu như bọn họ phát hiện yêu huyền đang ở trong linh mộ mà quấy rầy nàng ta thì thật là phiền to đừng có nóng vội chúng ta đã nhìn lại đã lão kéo nhạc thành lại, trong mắt hiện ra vẻ không cần phải gấp. Chúng ta đi xem một chút. Lúc này nhạc ra, vũ văn ra, còn có người của tôn gia cũng nhịn không được mà tiến lên. Hạc trưởng lão, các người đi đi, ta ở phía sau đợi là được rồi. Doanh thì cất tiếng nói với Hắc Sơn, nhìn thấy nhạc thành chưa đi, nàng ta cũng quay lại ở bên cạnh hắn, không biết đang muốn làm cái gì đây. Được rồi tiểu thư, nàng ở nơi này. Hắc Sơn chỉ nhìn thoáng qua Doanh Thi rồi lập tức nói với U Cơ. U Cơ, người bảo vệ tiểu thư cho tốt vâng ạ à, u cần lập tức nói với hắc sơn nàng vẫn luôn là người bảo vệ doanh thi từ trước tới giờ hòa lão chúng ta có đi theo không nhạc thành vẫn không yên lòng yêu huyền đang ở bên trong đấy nhạc thành không thể không đi xem một chút nhạc thành người có biết là thực lực của bác sĩ linh mãng trước kia không hề thấp hơn tứ đại thú tộc không chẳng lẽ người cho rằng chỉ có thể bài trừ bình chướng là có thể tiến vào trong linh mộ hay sao người cũng quá xem thường bác sĩ linh mãng tộc rồi Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc thanh mỉm cười. hoàn lão nói rất có lý. Bà si tính mãng tộc từ trước tới giờ rất là lợi hại. Hẳn là bên trong còn có một số thủ đoạn khác. Nếu như mà tiến vào dễ dàng thì mới chính là kỳ quái đấy. Hiểu kỳ, hôm nay mọi sao vậy? Nhạc thanh bây giờ mới quay đầu nhìn chúng nữ. Hiện tại tuy không có thời gian nói chuyện, nhưng nhìn thấy thần sắc của Yến hiểu kỳ, hắn vẫn lo lắng mà hỏi. Không có gì đâu, về sau muội sẽ nói với Huynh. Yến hiểu kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ừ, mày muội nhớ chú ý một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ. Nhạc Thành cũng đã quyết định, đợi chúng nữ xảy ra đại chiến, hắn cũng chỉ có thể đưa bọn họ vào bên trong hạo thiền tháp. Ở bên ngoài đại chiến, cũng chỉ có trầm linh là có khả năng tham gia chiến tranh mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành vừa dứt lời, thì từ trong linh bộ đã truyền ra tiếng gầm gừ rất to. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ đại thú tộc và đám ma thú cũng nhanh chóng lùi lại. Đồng thời tôn gia, vụ văn gia, còn con nhạc gia cũng cấp tốc lui về khí tức thật là cường hãn, mau lùi lại đi. Nhạc Thanh phát hiện ra sau tiếng gầm gừ đó là một khí tức cường hãn, cho nên đói chúng nữ nhanh chóng lùi về phía sau. Là ai muốn xông vào linh mộ của bác sĩ tộc mãng ta? Đi chết đi! Ở giữa không trung truyền tới một tiếng gầm gừ, sau đó là sáu con cự mãng rất lớn xoay tròn trên không trung. Mỗi một con đều dài tới gần nghìn thước, xung quanh xoay tròn trên không trung giống như tám con rồng to lớn. Sáu con bác sĩ linh mãng sao? Nhạc Thành đánh giá sáu con cự mãng phía trước, hình thái và bản thể của bọn chúng giống như là yêu huyền, chỉ có màu sắc là khác mà thôi. Yêu huyền có màu xanh, còn bọn chúng là có màu vàng nhạt. Tại sao lại có bác sĩ linh mãng? Tự hồ hơi kỳ quái rồi. Nhạc Thành cẩn thận đánh giá sáu con bác sĩ linh mãng trên không trung, nhìn thấy bọn chúng có chỗ không giống như là bác sĩ linh mãng, nhưng nhất thời không hiểu không giống ở điểm nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Đây không phải là thật thể, là do linh lực ngừng tụ mà thành thôi. Một đắt sau nhạc thành cũng đã hiểu ra rồi. Những con bác sĩ linh mãng trên không trung đều do linh lực cực lớn ngừng tụ mà thành, chứ không phải là thật thể. Trên người chúng tràn ngập lực lượng cường hãn, ít nhất cũng là mạnh hơn lục tinh đấu tôn. Thủ đoạn này thật quá cao siêu. Hòa đạo cân tiếng nói, nhìn thấy sáu linh lực ngừng tụ thành bác sĩ linh mãng, ông cũng kinh ngạc không thôi. Mọi người không cần kinh hoàng đâu, chỉ đạo sáu linh lực ngưng tụ thành bác sĩ đình mãng không khó đối phó ở giữa công trung địa bà lão nhân nhìn thấy sáu linh lực ngưng tụ thành bác sĩ đình mãng thì cũng không lo lắng lắm tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sáu con bác sĩ đình mãng sau đó một số người đã phục hồi thần trí tuy nhiên có một số người thực lực thấp vẫn kinh hãi vô cùng đặc biệt là những ma thú kia bác sĩ đình mãng là viễn cổ ma thú hơn nữa cái này còn do linh lực ngưng tụ từ vài nghìn năm trước theo thời gian càng ngày càng tích tụ thêm, cho nên đình lực này so với viễn cổ ba thú còn mạnh hơn nhiều. Tổng cộng là sáu con bát sĩ linh mãng đấy. Hắc ám thần điện ta đối phó một con, tứ đại thú tộc các người đối phó một con, mà tượng thú tộc các người cũng đối phó một con, nhanh nhanh lên. Địa mà lão nhân của hắc ám thần điện chăm chăm nhìn sau con linh lực ở trên không trung mà nhìn các tiếng nói. Xâm nhập vào linh bộ của bát sĩ linh mãng chỉ có chết. Sau con bát sĩ linh mãng ở giữa không trung nhìn địa ma lão nhân mà cất tiếng nói toàn thân của bọn chúng đều bốc lên tràn ngập khí tức cường hãn muốn chết sao sắc mặt của địa ma lão nhân hơi trầm xuống một hắc mang nồng đậm lại phát ra nhìn thấy địa ma lão nhân của hắc ám thần điện và bác sĩ đình mãng kịch chiến ủ bình lão đại của tứ đại thú tộc và phượng kinh của thần phượng tộc trung điền hán tử lục tình đấu tôn của toàn gây tộc còn có hán tử áo vàng của hồ tộc cũng hai mặt nhìn nhau sau đó cũng thả người đứng dậy Hiện tại đã tới biên giới của đình bộ, bọn họ không có lý do gì mà không đi vào. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc hơi u buồn, một chút sau cũng là thả người mà đi, sắc mặt tựa hồ không tốt cho lắm. Ngao một tiếng, một ký tức cường hãn tràn ngập, phượng kinh của thần phượng tộc hóa thành một con phượng hoàng bay lên trên không trung. Thần phượng tộc với thần hoàng tộc vẫn có điểm khác nhau. Nhạc thanh kỳ quá nhìn bản thể của thần phượng tộc trên không trung, bản thể của đông phương lạc nhan của thần hoàng tộc thì có màu sắc diễm lệ, mà của Phượng Kình thì không có bằng. Theo khí tức, Nhạc Thành nhận thấy huyết dịch trên người của Phượng Kình tộc không bằng của Đông Phương Lạc Nhan. Gào hú, Phượng Kình hóa thành bản thể, hắn tử áo vàng của hổ tộc cũng gào thét trên không trung, hóa thành một thân hình cao hơn nghìn thước. Cái này là viễn cổ hổ tộc đấy. Nhạc Thành thì thầm một tiếng, không khỏi so sánh kiếu thiên hổ với bọn họ. Đúng là kiếu thiên hổ còn kém xa bọn họ, vô luận là khí tức hay lực phòng ngự đều thua kém rất nhiều xem ra có cơ hội phải lấy tình huyết của hổ tộc trợ giúp cho khiếu thiên hổ mới được nhạc thanh thì thầm trong lòng Ngào một tiếng trung điền hán tử của toàn nghề tộc cũng gào thét một tiếng biến thành một con ma thú hình rồng toàn thân màu xanh biếc con ma thú hình rồng này so với hỏa long trong hạo thiên tháp cũng không lớn hơn bao nhiêu chỉ đã ở dưới vùng của nó có hai cái móng vuốt mà thôi hóa ra chỉ là một con tạp long nhạc thành chăm chú nhìn bản thể của toàn nghề tộc mặc dù là một con tạp long nhưng là có sức mạnh đủ lớn chỉ là tạp long so với chính tông thần long thì không thể so sánh. Ngao một tiếng, ở giữa công trung truyền tới một tiếng gầm gừ đình tài nhức óc, sau đó nhìn thấy u mình lão đại của mình xà tộc hóa thành một thân hình so với toàn nghề tộc còn lớn hơn rất nhiều. Viễn cổ minh xà tộc, toàn nghề tộc, quen miệng của nhạc thành nở ra một nụ cười, anh đang nghĩ rằng nếu như mang tình huyết của toàn nghề tộc và minh xà tộc điện đan rồi cho tử điện mạng ăn vào, không biết tử điện mãng sẽ tiến hóa thành ra cái gì nữa đây người của tứ đại thú tộc biến thành bản thể bốn khí tức tràn ngập khiến cho ma thú xung quanh không hề cảm thấy dễ chịu. vũ văn gia tộc nhạc gia cùng với tôn gia nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng biến sắc mặt ngay. tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc tứ đại thú tộc có thiền phú trời sinh khiến cho tứ đại nhân tộc bị thiệt thòi không ít. ngoài trừ nhạc gia có kìm lòng thần thể thì tam tộc khác về phương diện phòng ngự không thể sánh bằng. ở sau lưng của nhạc thành. Trung đương nhìn thấy bản thể rất lớn của tứ đại thú tộc thì cũng kinh ngạc vô cùng mà há hốc mồm lên. Bản thể của tứ đại thú tộc sau khi biến đổi liền cuốn quanh bạt di si linh mãng, khí tức cường hãn làm cho không trung vốn đổ tung. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng biến đổi thân hình. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc biến đổi khiến cho các ma thú khác phải run sợ, cường hãn khí tức khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng lao lên không trung. Âm một tiếng, ở trên không trung liền có một lực lượng khổng lồ kích tán rung động vô cùng địa bàn lão nhân của hạc ám thần điện liền ngưng tụ một sợi dây màu đen vô cùng lớn ngăn trở bác sĩ linh mãng chỉ nghe suy suy mấy tiếng địa màn lão nhân không ngờ sợi dây màu đen mà mình cưng tụ đã biến thành một màn xương mù hắc mà phệ bình sắc mặt của địa màn lão nhân hơi biến đổi mặc dù vừa rồi một chiêu không khiến cho bác sĩ linh mãng bị bất kỳ thương tổn gì nhưng thực lực của hắn đối phó với một lục tình đấu tôn thì cũng không phải chịu áp lực gì quá lớn. mỉm cười thét lớn, thân hình của địa ma lão nhân quỷ dị biến mất ở trên không trung, không còn thấy đầu nữa. Ngao một tiếng, linh lực ngừng tụ của bác sĩ linh mãng cao thét một tiếng, sau đó bọn chúng cuồng bạo xoáy tròn trên không trung. Xoẹt một tiếng, thân xác của nhạc thành hơi biến đổi, không ngờ bác sĩ linh mãng lại bị địa ma lão nhân chế trụ. Nhạc thành cũng lo lắng không chỉ một bác sĩ linh mãng, mà nếu như một bát sĩ linh mãng bị phá thì hắc ám thần điện và tứ đại thú tộc sẽ tiến vào được trong linh bộ khi đó yêu huyền nhất định sẽ gặp nguy hiểm xoẹt xoẹt mấy tiếng bát sĩ linh mãng xông vào quang mang màu đen tràn ngập thân ảnh của địa ma lão nhân một lần nữa tràn ngập trên không trung quay miệng của y nở ra một nụ cười âm lệ mấy con bát sĩ linh mãng kia biến mất không còn thấy gì nữa vòng xoáy màu đen cũng biến mất ở trên không trung nhạc thanh cũng trầm lòng xuống Mặc dù hắn không biết linh mộ còn có thủ đoạn gì, nhưng Nhạc Thành cũng không dám để cho hắc ám thần điện tiến nhập vào trong linh mộ, nhất định không thể để cho địa mà lão nhân quấy rầy yêu huyền. Đúng lúc Nhạc Thành chuẩn bị tiến lên ngăn trở địa mà lão nhân, thì ở trên không trung, linh lực ban sĩ linh mãng bị phân tán, bỗng nhiên ngưng tụ lại, vượt không gian hình thành lại. Thế nhưng bác sĩ linh mãng này gào thét lên một tiếng, sau đó lại cấp tốc đánh về phía địa mà lão nhân. Chết tiệt! Ở giữa không trung, Địa ma lão nhân nhìn thấy vậy thì kêu lên một tiếng. Ở trong một tình huống khác, trùng điền hán tử của viễn cổ hổ tộc bao bọc quanh người một vòng sáng, sau đó giao tranh với bác sĩ đình mãng. Đám cử hổ thị trận tròn mắt, bác sĩ đình mãng này giống như là bất tử bất diệt vậy, không thể tạo tổn thương được. Bản thể của bác sĩ đình mãng tự hồ như muốn quay về trên công trung, ngay lập tức thân thể như lưỡi dao phóng về phía cử hổ. Trong lòng viễn cổ hổ tộc hiện ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó rút lui, đồng thời một luồng khí tức cường hãn phun ra, giống như là long quyền phong vậy. Phượng kình của thần tộc trong lúc kịch chiến với bác sĩ lĩnh mãng cũng là hung hăng giao tranh. Một lúc sau, phượng kình tự hồ đã chiếm được thế thượng phong. Ô ừ mình lão nhân của viễn cổ mình xà tộc biến thân thể thành một con rắn khổng lồ, màu sắc thanh quang chói mắt, hai con rắn ở trên không trùng cuốn lấy nhau mà công kích. Trung điền hán tử của toàn nghề tộc cũng biến thành một con rồng, bốc lên ở giữa không trung dưới bụng là hai cái cự trảo vô cùng lớn chụp vào thân hình của linh lực bác sĩ linh mãng Bác sĩ linh mãng không lùi mà tiến tới thân thể khổng lồ trải dài ra bốn cái cánh mở rộng quét ngang về phía hai cái trảo kia thủ đoạn của bác sĩ linh mãng tộc cũng là thật cao cường quay miệng của nhạc thành nở ra một nụ cười hòa lão chăm chú nhìn cuộc chiến trên không trung và giật mình có lẽ bác sĩ linh mãng đã có thủ đoạn khiến cho ông ta phải kinh ngạc rồi người của tam đại nhân tộc thấy đại chiến như vậy thì cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ bác sĩ linh mãng lại mạnh mẽ tới như thế. Bác sĩ linh mãng này có ẩn giấu một linh hồn lực trong đó, không không chế được linh hồn lực này thì vĩnh viễn không giết được bọn chúng đâu. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó hắn lập tức buông bỏ tâm thần, mặc dù không trung đang rung chuyển kịch liệt vì kịch chiến, Nhạc Thành cũng không hề lo lắng, trừ khi có người phát hiện ra bí mật này, nếu như không thì tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng đừng hòng làm gì được. Nhạc thành dự đoán bên trong, chỉ cần yêu huyền tiếp nhận xong truyền thừa, lúc đó mình hợp sức với yêu huyền, mặc dù không chống lại hạc ám thần điện và tước đại thú tộc thì bọn họ cũng không làm gì được mình. Nhạc thành lấy lại bình tĩnh sau đó nói với hỏa lão. Hỏa lão, giúp vạn bối hộ pháp một chút. Được rồi, hỏa lão nhìn nhạc thành sau đó cũng không nói nhiều mà tiến tới cạnh nhạc thành vài bước. Nhạc thành quanh chân ngồi xuống, thủ ân biến đổi, sau đó tinh thần lập tức đi vào bên trong linh bộ cửa linh bộ sau đó mở ra một lực lượng cường hãn ngăn cản nhạc thành lại lực lượng cường hãn này khiến cho nhạc thành không cách nào tiến vào nửa phần thủ ấn của nhạc thành hơi biến đổi thần thức một lần nữa hướng về phía của sức mạnh cường đại bên trong trải qua một phen dây dưa nhạc thành mới tiến vào bên trong được may mà linh hồn lực của nhạc thành cũng không tệ nếu không thì không thể tiến vào được vừa tiến vào bên trong linh bộ nhạc thành phát hiện ở trong đó trống rỗng một mảng bên trong là một bình địa rất lớn một khí thức tràn ngập toát ra, chính là của yêu huyền. Thần thức của Nhạc Thành một lần nữa tiến vào, hắn cảm nhận bên trong có một bệ đá rất lớn. Bệ đá có diện tích tròn 2.000 thước vuông, rộng 1.000 thước vuông. Thần thức của Nhạc Thành cảm ứng một chút. Khi Nhạc Thành dùng thần thức dò xét, thì phát hiện ra có một thân thể khổng đồ hiện ra, chính là bản thể của yêu huyền. Bây giờ bản thể của yêu huyền lấp lóe một màu xanh quỷ dị, toàn thân tràn ngập khí thức. Nhạc Thành, có phải người đã đến không? Ta cảm giác được người đã đến, ở bên trong thần thức của nhạc thành, thanh âm của yêu huyền quỷ dị thốt lên. Yêu huyền, là ta, là ta đến, người làm sao vậy? Nhạc thành ngạc nhiên lập tức hỏi. Ta không sao, ta đang tiến nhập, truyền thừa, vương giả của bác sĩ linh mãng tộc. Còn ba ngày thời gian nữa, trong ba ngày này ta không thể bị quấy rầy nếu không thì không chết cũng bị trọng thương. Dưới bệ thạch đá chính là bình chướng cuối cùng của gia tộc ta. Nếu như không thể kiên trì ba ngày thì chỉ có thể dựa vào ngươi ngăn cản thôi. Thanh âm của yêu huyền cất lên. Người yên tâm, cho dù có đấu thánh đến đây thì ta cũng giúp người chống lại. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đà tạ, hiện tại ta không thể phân tâm, người đi trước đi. Thành ngầm cỡ yêu huyền lại vang lên lần nữa. Người cảm ơn cái gì, giữa chúng ta không cần nói từ cảm ơn. Nhạc Thành nói xong đã rời khỏi linh bộ, miễn quấy rảy tới yêu huyền. Đúng như hắn dự đoán, yêu huyền chính là đang tiếp nhận truyền thừa. Xác định sau khi yêu huyền an toàn vô sự xong, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi. Chúng ta không cần nói lời cảm ơn, lời này của hắn là có ý gì nhạc thành sau khi đi rồi yêu huyền trong tình bộ lẩm bẩm tự nói xoẹt một tiếng nhạc thành thu hồi thủ ấn sau đó lập tức đứng lên sắc mặt hiện ra một vẻ ngừng trọng Hòa thành thế nào rồi hòa lão có tiếng hỏi nhạc thành tự hồ như biết nhạc thành đang nhìn trộm cái gì đó hòa lão à yêu huyền thật sự đang tiếp nhận truyền thừa chỉ còn ba ngày nữa thôi trong ba ngày này không thể bị người khác quấy rầy được thần thức của nhạc thành truyền tới tai của hòa lão Đời này có tam đại nhân tộc và ma thú cự viên tộc nhạc thành cũng không muốn cho bọn họ biết yêu huyền ở trong đình bộ đối với tam đại nhân tộc và cự viên tộc nhạc thành cũng không yên tâm ba ngày thật là khó khăn thực lực của chúng ta khó lòng mà duy trì được Hỏa lão cũng dùng linh hồn truyền âm cho nhạc thành chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ trong ba ngày là được vẫn bối có biện pháp nhạc thành do dự một lát rồi cất tiếng nói với hỏa lão địa mà lão nhân hiện tại đã là bát tình đỉnh phong đấu tôn hắc ám thần điện cũng có một thất tình đấu tôn thật là khó đối phó nếu như liên thủ với tam đại nhân tộc sẽ dễ hơn nhiều hỏa lão cất tiếng nói ở trên không trung truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa không dứt lúc này tứ đại thú tộc và địa mà lão nhân đã có biểu hiện tiêu hào thực lực địa mà lão nhân đánh tan với con bát sĩ đình mãng ba lần mà không khiến cho chúng tổn thương được chút nào mặc dù như thế sau con bát sĩ đình mãng đã tỏ ra yếu nhược hơn một chút chỉ đã so với thứ đại thú tộc và hắc ám thần điện tiêu hào thực lực thì không đáng nhắc tới. Lần một tiếng nổ mạnh vang lên, hạc ám thần điện đã đánh tan một bát sĩ đỉnh mãng. Thực lực của địa mà lão nhân chính là mạnh nhất ở trong đám người, bát tình đỉnh phòng đấu tôn. Đám linh mãng này chẳng đáng là gì với hắn cả. Chết tiệt! Địa mà lão nhân ở trên không trung lớn tiếng chửi bới, bát sĩ đỉnh mãng quả thật đánh mãi mà không chết. Hóa ra là như vậy, địa mà lão nhân nở ra một nụ cười lăng lệ. Hóa ra là che giấu linh hồn lực ở bên trong, Mọi người hãy đánh tan nơi ẩn dấu linh hồn lực của bọn chúng cho ta. Địa màn lão nhân lớn tiếng la lên ở trên không trung. Tư đại thú tộc và ma tượng thú tộc là cường giả dĩ nhiên là hiểu lời nói của địa màn lão nhân. Bọn họ liền dùng sức công kích về phía cái đầu của bác sĩ tình mãng. Tìm đúng mục tiêu dĩ nhiên là dễ dàng đối phó hơn. Biến mất, phá cho ta. Trong tay của địa màn lão nhân hiện ra một hắc mang quỷ dị. Thân ảnh biến mất trên tay không. Địa màn lão nhân xuất hiện lại thì trong tay đã có một quả cầu màu đen. Ngay lập tức sau đó quả cầu này đánh về phía của đầu bác sĩ Linh Mãng. Một lực lượng khổng lồ rung động, khiến trò thiên địa cũng long lở. Sau đó một tiếng ầm ầm, địa mà lão nhân của hắc ám thần điện đã đánh tan một con bác sĩ Linh Mãng. Cuối cùng, mấy con bác sĩ Linh Mãng đã hoàn toàn tiêu biến trong hư vô. Thần sắc của nhạc thành hơi hơi biến đổi. Không ngờ địa ma lão nhân lại tiêu diệt đám đình mãng nhanh như vậy. Đi chết đi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc bản thể giống như là thiền trụ, hùng hằng đá một cước lên trên mình của bác sĩ đỉnh mãng, đồng thời một lực lượng cường hãn đánh về phía đầu của bác sĩ đỉnh mãng. Rốt cuộc, thần hình của bác sĩ đỉnh mãng cũng tiêu tán, một mảng lực lượng khổng lồ phóng ra. Bác sĩ đỉnh mãng đã hoàn toàn biến mất. Đi chết đi, biến mất cho ta. Ở trên không trung, phượng kỉnh là lớn, thân thể sau đó xẹt qua, lập tức một luồng lực lượng cường hãn bổ về phía đầu của bác sĩ đỉnh mãng. Cái đó là những tiếng phá hủy Bát sĩ đình mãng cuối cùng cũng bày tán loạn chính nghe ầm ầm mấy tiếng ba luồng lực lượng cường hãn vang lên từng thanh âm cuồng bạo tán loạn mấy con bác sĩ đình mãng cũng bị ù mình lão đại cùng với là viễn cổ hổ tộc toàn nghề tộc đánh tan trên không trung về phần doanh thi lúc này nàng đang đứng ở sau lưng của nhạc thành bị nhạc đình chăm chú nhìn ngẫu nhiên chú ý tới nhạc thành không biết là đang suy đoán điều gì đấu tôn đứng ở bên cạnh nhạc thành ánh mắt nhìn tứ đại thú tộc và mấy thành niên nam nữ kia một chút, sau đó cùng quan sát trên người của nhạc siêu và nhạc đình. Được rồi, cuối cùng thì cũng đã giết được mấy bát sĩ đỉnh mãng. Ở giữa không trung, địa mà lão nhân lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt vô tình hữu ý quét qua nhạc thanh. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, giết được một bát sĩ linh mãng, vượng kinh của phượng tộc, ủ mình đạo đại của viễn cổ minh xà tộc, còn có trung niên hán tử của hồ tộc lập tức thu hồi bản thể từ trên không trung rớt xuống băng người sau khi trải qua một trận kịch chiến sắc mặt đã trở nên tái nhợt sau còn bác sĩ linh mãng thực lực không hề kém bọn họ bao nhiêu có thể giết được bọn chúng cũng thật là khó khăn đấy mọi người mau tranh thủ thời gian phục hồi một chút đi bên trong chắc chắn có thủ đoạn của bác sĩ linh mãng phượng kinh của thần phượng tổng cất tiếng nói với mọi người sau đó ánh mắt đưa về phía vũ văn bình quang hắc sơn và nhạc đại rồi đang nhìn thoáng qua địa mà lão nhân được khôi phục thực lực cho tốt rồi tiến vào không biết bên trong còn có thủ đoạn gì đây. U Minh lão đại cất tiếng phụ họa, không sai, ta cũng đồng ý, chúng ta khôi phục lực lượng rồi chuẩn bị đi vào. Trung điền hán tử của viễn cổ hồ tộc cũng cất tiếng, chúng ta đuôi ra phía sau một chút đi, khôi phục lực lượng rồi đi vào cũng được. Trung điền hán tử của toàn nghề tộc cũng không phản đối, bây giờ người của tứ đại thú tộc đã hiểu rõ tình thế, nếu như bên trong có thủ đoạn gì lợi hại thì phòng trường tứ đại thú tộc nhất định sẽ không chịu đựng nổi. Đến lúc đó, chắc chắn là sẽ tiện nghi cho hắc ám thần điện đã bị hắc ám thần điện lợi dụng một lần tứ đại thú tộc tự nhiên là biết hậu quả thế nào tứ đại thú tộc cũng rõ ràng nếu như đi vào trong đình bộ vụ văn gia tộc nhạc gia tôn gia cũng sẽ ngăn cản truyền thừa của tứ đại thú tộc lúc đó không thể thiếu đại trận chiến tam đại nhân tộc vẫn là không ra tay không thể không phòng bị được chỉ là tứ đại thú tộc tính đi tính lại cũng không tính tới nhạc thành bọn họ không biết thực lực của nhạc thành chính là cường hãn nhất so với hạc ám thần điện cũng không hề kém hơn bao nhiêu. Được, ta cũng đồng ý để mọi người nghỉ ngơi một chút. Địa mà lão nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão và mười con quái thú. Bây giờ, hắn đò lắng sông vào trong linh bộ, nếu chỉ gặp phải thủ đoạn đợi hại gì, thì cho dù làm binh vượt qua thì cũng tiêu hào rất nhiều thực lực. Khôi phục, tốt nhất là phải khôi phục đến đỉnh phong, ba ngày ba đêm mới tốt. Nhạc thanh thầm nói trong lòng, chỉ cần ba ngày sau đó yêu huyền tiếp nhận truyền thừa xong. Một đát sau, tứ đại thú tộc đều đã tới, tạo thành một hình vòng tròn vây quanh, đồng thời chú ý tới cửa vào linh mộ. Địa mà lão nhân lúc này cũng chọn một chỗ cách cửa vào linh mộ một nghìn thước, bởi con quái vật ma thú tạo thành một vòng tròn bao quanh. Địa mà lão nhân quanh chân lại, rồi ngồi xuống điều tức, nhìn trường đạo thì cẩn thận chú ý những người khác chung quanh. Phượng kình, U Minh Lão Đại cùng với hai trung điền hán tử đều được người trong tộc hộ Pháp rồi điều tức, không khôi phục được thực lực, bọn họ cũng không dám đi vào. Hắc Sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám người tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện đang khôi phục thực lực, nhạc đại biến đổi sắc mặt, tự hồ như muốn liên thủ, tiền hạ thủ vi cường. Bây giờ ngay cả cửa chính đình bộ cũng chưa đi vào được, chúng ta chờ đợi vẫn còn kịp. Hắc Sơn cất tiếng nói, tự hồ như không có ý ngăn cản, dù sao đến đây mà hắn vẫn chưa nhìn thấy truyền thừa của bác sĩ linh mãng tộc. Chúng ta nhìn thấy rồi tính, lúc trước không lo, bây giờ chúng ta ra tay cũng không chiếm tiện nghi gì. Vụ Văn Minh Quang cất tiếng nói, bây giờ tứ đại thú tộc đã có một số cường giả tiêu hào thực lực. Bên trong khắc ám thần điện là cường giả cường hãn nhất. Bây giờ đại chiến, vụ văn gia tôn gia còn có nhạc gia không thể chiếm được tiện nghi.